người giàu có hay không chỉ cần nhìn bốn điều này là biết ngay. Người giàu có sở hữu sự hào phóng đặc biệt, không phải là ở phương diện tiêu tiền, mà là trên mọi mặt cuộc sống. Vận dụng thuật nhìn người trong bốn điều dưới đây để nhận biết một người giàu hay nghèo. 1. Ăn mặc. Nhiều người cho rằng mặc đồ hiệu, đi xe sang, đầu tóc bóng loáng, xách túi đắt tiền, trang điểm cao quý, chắc chắn là người giàu có. Điều này thật sự quá sai lầm. Xã hội ngày nay đã không còn như thời những năm 1980. Những người thích mang dép lê đi ra từ khách sạn cao cấp hoặc ăn mặc giản dị xếp hàng mua đồ ăn ngoài đường, có thể đó mới là biểu hiện của người giàu có thật sự. Vì vốn dĩ đã sở hữu quá nhiều tiền, nên họ không có nhu cầu thể hiện điều đó ra bên ngoài, cũng không phải loay hoay với suy nghĩ phải ăn mặc sang trọng để người ta biết mình giàu. Thời ngày nay, trang điểm lộng lẫy, ăn mặc bóng bẩy chính là đặc điểm của người nghèo cần được sự chú ý. Vì khi không có tiền, con người ta dễ đánh mất bản thân bởi lòng hư vinh, phù phiếm. Bởi lẽ, chỉ khi nhận được ánh mắt trầm trồ của người ngoài, họ mới cảm thấy thỏa mãn và an toàn. 2. Cách ăn nói. Người giàu có rất chú ý trong vấn đề ăn nói và giao tiếp hàng ngày. Gặp người giàu họ sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận cao sang của mình cho bạn biết mà chỉ giao lưu như một người bình thường. Nếu bạn vừa gặp một người đàn ông mà họ đã khoe khoang về sự giàu có của mình, họ hứa rằng ngày mai sẽ cho bạn căn nhà, ngày mốt cho bạn chiếc nhẫn kim cương. Hầu hết những tên đàn ông này chỉ là kẻ lừa tình lừa tiền, không phải dạng thiếu gia giàu có thật sự. Đàn ông giàu có rất sợ tình yêu không vững bền và sợ phụ nữ đến với họ chỉ vì tiền. Người giàu ăn nói cũng biết chừng mực hơn, không khoe khoang, không nói chuyện đao to búa lớn. 3. Cử chỉ. Khi có một người bạn mới nhưng bạn không hề biết điều kiện kinh tế của đối phương thì có thể quan sát cử chỉ hành vi của họ. Nếu đối phương nhiệt tình quá mức hoặc ra sức nịnh bợ thì tôi dám chắc với bạn rằng đây không phải là người giàu, trừ phi bạn sở hữu nhan sắc động lòng người hoặc có gia thế to lớn. Người giàu có cao sang sẽ sở hữu khí chất riêng. Có người thì quyền quý, có người thì giản dị đầy lương thiện, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Đó là sự lễ độ và chừng mực trong phong cách sống. Họ biết tôn trọng bạn, hành xử có nguyên tắc và có văn hóa. Đây chính là đặc điểm của người giàu có. 4. Sự hào phóng. Người giàu có sở hữu sự hào phóng đặc biệt, không phải là ở phương diện tiêu tiền, mà là trên mọi mặt cuộc sống. Kể cũng lạ, người giàu ngày nay lại chi tiêu cần kiệm, ăn mặc giản dị, thậm chí còn tầm thường hơn người bình thường. Song, người nghèo lại thích chi tiêu hoang phí, mặc đồ hiệu và nợ nần ngập thân. Người giàu có tập trung đầu tư cho kế hoạch xa chứ không chôn chân trong hiện tại. Ngược lại, người nghèo thì chỉ biết sống nay tính mai, được ngày nào hay ngày đó. Bản thân được thỏa mãn trước rồi mới tính đến chuyện tương lai.